Xin chào các em. Trong clip trước đó thì thầy hướng dẫn các bạn làm cái form nhân viên và form khách hàng. Form nhân viên thì chúng ta làm bằng các cái nhấn button thì chúng ta dùng bằng wizard. Rồi form khách hàng thì chúng ta các cái nhấn này chúng ta làm bằng macro. Thì qua cái form đọc order này ấy, thì các bộ nút nhấn này ấy, thầy sẽ không hướng dẫn nữa ha. Các bạn có thể tự xem lại xem lại clip trước để bạn làm tương tự cái bộ nút nhấn như thế này. Có thể làm macro đi ha, các bạn nên làm macro cho nó linh hoạt cho nó hay hơn. Thầy sẽ xử lý cái phần làm cái phần thiết kế cái form mà có phần mention và có thêm cái phần cộng tiền như thế này cho các bạn. Thì như trước đó thầy có giảng đã giảng cho các bạn rồi ha, khi mà một cái form mà nó khó vừa men vừa sục như thế này ha, thì chúng ta phải tạo ra một cái query để làm nguồn dữ liệu cho nó. Thay vì chúng ta chọn bảng thì giờ chúng ta tạo ra một cái query làm nguồn dữ liệu cho nó. Thì để đây thì trước đó như thầy có làm rồi thì phải, đúng không? Đây làm rồi này. Thì cái này làm như thế này thì cũng không có gì phức tạp hết, các bạn chỉ cần tạo ra một cái query cái nguồn dữ liệu cho nó thôi. Đây. Ở đây thì có một cái query nguồn dữ liệu đây, nó đơn này. Cái này thì làm bằng cái này làm bằng tay rồi, cái này là làm hai cái độc lập. Thì bây giờ thầy sẽ cái trước đó làm bằng cái query mà làm nguồn dữ liệu cho nó thì các bạn đây làm hai cái nha, cái này làm tay hết luôn, nghĩa là cái form main này mình làm riêng, cái form sub làm riêng, xong rồi mình nối lại với nhau thông qua cái link chill và link battlefield ở đây. Thì về cái phần này thì không, bây giờ thầy hướng dẫn cả bạn cách mới ha, cách mới cái làm riêng này cũng được đi để mình nâng cao rồi. Còn cái phần mà trước đó mình tạo ra một cái query, tạo ra một query mà chúng ta làm thì cũng dễ thôi, đây làm mình nhanh cho các bạn xem này. Tạo ra một cái query thôi, query tạo nguồn thôi, nguồn chúng ta làm hóa đơn chi tiết đấy. Và xem thử cái đây nó có gì đây. Tất cả thông tin này là của hóa đơn này, thông tin này của chi tiết này, có thêm hành tiền nữa đúng không, thêm hành tiền nữa thì cũng không có gì phức tạp. Đấy các bạn, đây mã loại, mã khách, mã nhân viên, ngày lập không? Ngày lập về loại hóa đơn có hả? Mã hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên, ngày lập, ngày nhận thao, nhận hàng. Không có loại hợp được, không có loại thôi, không có loại thôi. Rồi đến chi tiết lấy luôn ha, chi tiết đây nó có chi tiết nó cái gì nè, mã hóa đơn nó lấy logo đối kết nối qua mà mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng đơn giá, mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng đơn giá, rồi thêm cái thành tiền nữa ha, mình thêm thành tiền như này, thành tiền đây. Thì trước đó hay tôi thấy chỉ các bạn làm cái dạng này ha, số lượng nhân cho đơn giá để làm luôn ha, làm demo lại. Thì view lên thử ha, đây là cái query nguồn cho nó đó, đây là cái query nguồn của cái form đó, query qf ha, query form form order chi tiết ha, chi tiết. Ví dụ vậy đi. Đó, mình phải tạo ra một cái query chứa nguồn cho cái form đó, form đó, form mention. Thì bây giờ thầy ôn lại cho các bạn cái cách này là cái cách mà chúng ta làm ra một form mention mà làm bằng wizard ha. Còn cái cách mà thầy đang làm ở đây á, cái này là làm độc lập ha. Cái này độc lập có nghĩa là chúng ta làm một cái form main riêng, rồi form sub riêng, chúng ta kết nối vô. Thầy sẽ ôn lại hai cách ha. Thì cái này thầy đang làm cái cách mà bữa trước thầy hay chỉ cho các bạn ha. Bây giờ thì ôn lại cái này trước đi. Thì tạo ra một cái query nguồn cho form ha, nguồn cho form đó, tên là QF hóa đơn chi tiết. Sau đó mình vô create, chọn form wizard đây đó, mình đang chọn cái query này thì nó hiểu luôn ha, next qua hết luôn. Rồi next qua.
Để dạng column ha. Bình thường mặc định hay dùng column ha. Nó quên cái bước mà nó không có ra cái bước tạo sập, và hình như có vấn đề gì đó, để thử kiểm tra lại. Thì như là cái mã hóa đơn này nó trùng này, nó không quất, nó không, vì đây là cái, đây là khóa chính này, đây là khóa ngoại nó nối luôn thôi, cho nên chắc là nó thì kiểm tra lại xíu ha. Nó không, nó phải hiện ra, nếu làm wizard thì nó phải hiện ra cho bạn cái phần mà nó có cái group ạ. Ra dạng này là không ổn rồi, không được rồi. Nó phải ra cái, nó ra cái group cho các bạn cơ. Không đúng. Nó không hiện cái group. Đúng ra nó phải hiện là cái group bình thường mà. Đó là một group về chúng ta, thì chúng ta dựa vào group đó chúng ta mới mới làm bằng các bạn thử nghiệm lại ha. Tại vì ý tưởng ngoài này thì thầy không không không, không mục đích của thầy thì không có muốn, là không không muốn nói đến cái phần là làm bằng visor mà nó ra cái lúc sẵn như vậy nữa, mà thầy muốn cho các bạn là hình dung được cái mà chúng ta làm bằng tay á, làm bằng tay được cái. Và kiểm tra lại ha, đây thì chắc là làm clip này mình kiểm tra lại chắc hơi 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 mất thời gian. Thì trước đó các bạn làm trên lớp thì làm quen rồi ha, các cái bài tập trước đó các bạn làm bằng visor, làm bằng tay, các bạn cứ đánh tới là nó ra cái group cho bạn chọn thôi, thì nó nhóm theo cái hóa đơn rồi cái chi tiết thôi, thì ra bình thường. Còn ngày hôm nay thì muốn làm cái form mới ha, form mới giống như thế này, nó có men sụp như vậy mà chúng ta tự kết nối lại được với nhau ha, tự kết nối lại được với nhau. Thì đầu tiên chúng ta phân tích được là cái form men này á, là các thông tin này nó là từ cái bảng hóa đơn, ở các cái thông tin này trong cái sụp này á, là bảng chi tiết hóa đơn ha. Chúng ta hướng dẫn, tôi hướng dẫn các bạn làm cái sụp như sau, men sụp như sau mà chúng ta làm bằng tay ha, làm bằng tay. Còn cái query report mình cần có thể xem lại cái cũ, chúng ta làm lại cái form mà hỗ trợ của wizard ha. Làm bằng ra chọn design, form design này. Và chúng ta có thể tự thiết kế bằng bằng cái này luôn ha. Chúng ta lấy nguồn cho nó. Dưới đây, đúp đây ha. Form protein. Chỗ đồng thì có sổ này. Chúng ta chọn thì thầy cái form đó là form hóa đơn ha. Cái bảng table hóa đơn. Đó. Sau đó nó là cái phiêu exit đấy đúng không? Mình cầm đây. Đó. Gấp thảo đây. Đó. Có nghĩa là cái ngày hôm nay thì muốn, ý tưởng ngày hôm nay là thầy làm tất cả bằng tay hết như vậy đó. Thầy không có wizard cái gì hết cả. Thiết kế bằng tay hết. Đó, rồi sau không xếp lại ha. Xếp lại. Xếp lại. Cái này header không có, mình có thể lấy thêm cái header cho nó ha. Con header này, lấy thêm header cho nó. Để ta xếp lại. Đó. Được chưa? Ví dụ như vậy. Đây là cái form main này, tên nó là FRM hóa đơn chi tiết. Đó, ý tưởng ngày hôm nay thì muốn làm bằng tay hết như vậy đó. Còn cái wizard vừa rồi chưa biết tại sao nó không 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 ra group thì chúng ta chưa kiểm tra được ha. Đây là form main chúng ta có rồi. Tiếp theo là cái sub. Giờ cái sub thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sub tiếp. Người ấy đã quên. Xin lỗi, cái sub này thì nó có đặc biệt một xíu là nó có cái thành tiền đúng không? À, thành tiền thì nếu mà mình chọn luôn là cái query mà làm cho cái sub này á, mà lấy ở trong cái chi tiết hóa đơn thì nó không có thành tiền đâu. À, cho nên chắc mình phải tạo ra một cái query cho sub luôn ha. Ở đây mình coi có chưa này. Ở đây là mình có rồi, tới tận dụng này đi ha. Đây này. Thì trước đó thì có làm rồi này. Query form này, sub chi tiết hóa đơn này, mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng đơn giá, thành tiền đúng không? Đó. Thì chúng ta phải tạo ra một cái query làm nguồn dữ liệu cho cái sub đó. Tất nhiên là mình đang làm bằng tay nha, đang làm bằng tay. Đó. Đó, query là sub đây. Sau đó mình sẽ vô trong cái phần là create form design đi, làm bằng tay luôn ha, form design này. Đó, cũng lấy nguồn cho nó luôn này. Đó, lấy nguồn cho nó thì bây giờ mình lấy nguồn, thay vì lấy nguồn từ cái bảng thì bây giờ mình lấy nguồn từ cái query. Query đây, query form sub chi tiết hóa đơn này, đó đây, đó,
sau đó mình cũng kéo thảo đây, nó ra cái view như thế này, cầm hết ra kéo thảo đây, kéo thảo hết bình thường đó, không sao hết nha, bình thường nha. Nhắn lại chịu mình view lên ha, view lên như thế này thì view hoặc định á thì nó sẽ là cái dạng column, mà bây giờ mình muốn ý tưởng mình muốn làm á, nó là gì hiện theo cái dạng là data sheet, tại vì nó là cái sụp mà thì mình đang làm cái này là làm bằng tay làm cái sụp, thì cái sụp mình muốn hiển thị data sheet á thì các bạn chọn cho thầy là cái phần form view ở form đó, ở cái vô cái này này đó là cái form protein, form protein hoặc cái đây này, chọn form form protein thì bạn tìm đến cái form protein thì bạn tìm được chỗ phần format á, nó phần là chỗ để form view á, thì mặc định nó là dạng cái dạng này là single form á. Bây giờ mình sẽ chuyển single form sang cái dạng datasheet, thì trước đó làm máy nó làm hết trơn rồi mình không biết đâu, bây giờ mình qua mình làm bằng tay này mình thấy này đó, đó để form view nó là datasheet, cho nên mình đã giỏi làm bằng tay rồi thì mình có thể sửa lại tất cả, nhiều khi làm máy nó dễ quá nó hỗ trợ nhiều quá thì chúng ta không biết làm đó, thì chúng ta chuyển qua datasheet thì ta view lên đó datasheet á. Ở đây nó có cái ở đây nó có thêm cái gì đó à, tổng tiền luôn không à, tổng tiền thì chắc thầy chỉ các bạn làm luôn này, thì trong cái phần 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 này á, thì thầy cho thầy hiển thị luôn thêm cái footer form footer này hay là footer, để thêm thêm một cái vé box tiền, ở đây là thành tiền, đây là thành tiền, không phải tổng tiền đâu, số lượng đơn giá thì đây là thành tiền, giờ tổng tiền cũng nghĩa là nó cộng trong cái hóa đơn này nó có bao nhiêu chi tiết thì nó cộng lại tất cả các cái chi tiết hóa đơn lại các cái thành tiền này lại thành ra cái tổng tiền ha, cho nên mình sẽ vẽ thêm một cái ý tưởng này là như vậy này, ý tưởng này 30 cộng 44 cộng 45 cộng 264 thì ra được cái này, ý tưởng này thì nhân tiện là thầy đang làm cái ở đây tổng tiền này là nó lấy từ trong cái sụp ta này, mà muốn lấy được cái sụp trong cái sụp ta thì mình phải tạo ra cái tổng tiền trong cái sụp này trước thì mình lấy ra được, đây là cái mới, đây là cái dạng mới đó, tất cả mình làm bằng men bằng tay rồi cái sụp bằng tay rồi chúng ta lấy được tổng tiền mà chúng ta view được như thế này ha. Rồi cái bộ nút nhấn này thì nó giống như cái form thứ hai á, form khách hàng á, thì bạn xem lại đó, nó có cái dạng này làm bằng tay và cái đó cái tổng tiền mới đây, thì cái tổng tiền mới này thì các bạn sẽ vẽ thêm cho thầy một cái text box, ok đúng rồi, cái text box ở đây, đây text box đây. À, ghi cho nó là đặt tên đàng hoàng luôn á, đặt tên cho nó là cái ô này tên TT tổng tiền á, cái thành tiền đây là tổng tiền có nghĩa là mình cộng của thành tiền lại á, để cần nhân số thì mình sẽ bằng là cái cần nhân số đây mình dành dùng chữ tab on ha, sum của thành tiền á, thì ở đây trong hợp này mình đang view này thì mình không thấy đâu nha, mình view này mình là view cái này là mình đang view là ở chế độ là gì ta, chế độ single, chế độ datasheet view á thì mình không thấy đâu, nhưng mà nếu mà mình cái form này này mình view ở cái chế độ là single form á thì thấy thì mới thấy được đó. Nhưng mà thấy ở đây thì nó thấy tất cả các hóa đơn luôn chứ nó không phải theo từng cái hóa đơn thì mình cũng không thấy rõ đâu, khi mình lắp nó vô trong cái format sụp thì mình thấy mình cho nó trở lại về cái single form ha, ở cái datasheet view ha, datasheet view đây đó, làm sẵn như vậy trước vậy đã, đặt tên rồi ha, đặt tên thì cái công thức data sụp của chúng ta ghi đây sẽ là bằng sum của thành tiền, còn cái tên là tên nữa là TT tổng tiền ha, biết tiền đúng cái tên này mình lấy nha. Rồi cái form này là tên là gì, sub dùng một cái tên này rồi sub chi tiết đi, viết chi tiết luôn HD ha, để phân biệt đây cái form mới này, đây là cái form trước đó này, sub trước đó này mình đặt tên mới đây, sau đó mình sẽ gắn mình đang làm bằng tay hết mà, đây là form men có rồi, là cái sụp này bây giờ sẽ đưa vô ha. Đây sụp này cầm đây dễ đấy, cầm đó, cầm kéo đó, cầm cái này này kéo nó vô trong cái men của mình đó,
view thử lên coi nó như thế nào ha. Trước đó mình làm bằng tay không à, ở trước đó mình làm bằng máy nó hối giờ hết trơn à, bây giờ mình làm bằng tay thử coi nó có cái gì không, nó nối nhau chưa, nó thông minh quá ha, nó nối nhau luôn, nó hiểu luôn ha. Đó mình chạy này thấy không, chạy nó nối nhau đó. Rồi còn nó nối được lý do tại sao nó nối được, giờ cái này thì cho nó nhắn lại một xíu à, cho nó tại vì cái chi tiết nó hơi dài. Nó nối nhau được á là bởi vì mình kích vào cái khung này này, kích vào cái khung của cái support này, này là bạn mới gấp thả từ đây qua đó. Thì bạn nhìn thấy cái phần trước data này nó có cái chức năng đây này, đó đó là nối nhau giờ link field field và link master field. Link master field là link mã hóa đơn ở trên cái trang cái phần main này, và link field field á là link kết nối ở trong cái sụp này. Cho nên khi mà mình làm cái form sụp dạng này á là mình phải có biết được là cái mã kết nối là cái đối với form nó là cái field nào, để mình lấy hai bên đều có thì nó mới kết nối được ha. Đây là mã hóa đơn trên form main, đây là mã hóa đơn trên form sub, bằng kết nối nhau bằng link field field và link master field. Và trường hợp mà nếu mà bạn kéo bạn bạn kéo từ đây qua mà nó không hiểu á, thì bạn cứ vô trong cái phần ký vào cái khung ha, vô khung của cái sub form này này, bạn chọn data xong bạn gõ chứ bạn gõ cái master field, gõ cái mã hóa đơn trên đây, mã đơn đây là bạn kết nối vô thì nó cũng chạy thôi. Đó, còn nếu giờ bây giờ bạn bạn thất lạc đi, bạn giả dụ bạn xóa đi view lên, chắc chắn là nó không chạy đâu, đó không chạy, đó, nó không chạy nữa, không nối nhau, nó không nối nhau nữa. Cho nên nếu trường hợp mà mình làm mà nó không chạy thì bạn kiểm tra lại trong cái khung này ha, cái khung khung của cái support này và bạn mới kéo vô đó, bạn tìm đến chỗ phần link view và link master view, sau đó bạn kiểm tra cái có chưa, nếu mà không có thì bạn thêm vô thì bạn view lên thì nó sẽ kết nối được. Rồi sau đó là thì sẽ thêm cho các bạn là cái tổng tiền vô ha, đây là cái để cái nối link chia link master field rồi đó. Ở cái tổng tiền thì các bạn trên cái format này bạn vẽ thêm một cái test box nữa, thì cái test box này nó sẽ nối đến cái test box mà TT tổng tiền ở trong kia kìa. Thì cũng đặt tên cho nó luôn ha, TT TT tổng tổng thành tiền đi, để tập nó khác cho tổng thành tiền đó. Ở ở format này mình đặt tên là TT tổng thành tiền, còn cái tổng thành tiền ở đây thì mình đặt tên là gì, TT tổng tiền này, này đặt tên cho nó là gì, tổng cộng tổng thành tiền nhé. Rồi rồi thì tiếp theo để mà mình từ cái format này mà mình truy cập được đến cái control ở trong cái sub form này á, thì bạn gõ luôn trong lý thuyết cũng có hướng dẫn rồi đó. Thì bây giờ thầy làm chỉ cách cách mà các bạn có thể lấy dễ hơn đó, là bạn chọn một chỗ ở chỗ chỗ này dấu chấm này đó, ra cửa sổ này này, ra cửa sổ mà mình để Application Builder, bạn chọn đến cái phần ở trên này này, nó hiện cái form mà bạn đã xử lý đấy đó, hiện cái form mình xử lý, mình chọn cái sụp này đó, chọn sụp này, sau đó mình chọn đến cái control mà bạn cần lấy đây, nó đây cái nút vô cái thì nó hiện lên cái công thức trên đây luôn đó, tên của cái sụp form này. À, tên cái khung chụp đó, khung chủ lên sub form này, rồi chấm cái tượng form là chấm tham đến cái tên tên gần chỗ rồi lấy trong cái sub form đó, ok thì thôi đấy là nó chạy đó. Thì thầy đã làm xong được cái form này ha, cái form này là cái form main main sub mà chúng ta làm bằng tay tất cả ha. Còn cái bạn có thể trải nghiệm tự kiểm tra lại cái form main sub mà làm bằng Wizard ha, có thể tự tìm tính thử làm demo cho các bạn luôn mà thấy nó không không chịu ra. Còn nên thì cái làm bằng này làm bằng tay hết ha, tay này thì ra bình thường không vấn đề gì cả. Thì ý tưởng của cái clip này thì muốn làm là làm bằng tay hết ha. Còn trước đó thì hai cái bài tập trước đó thì các bạn đã làm bằng hỗ trợ của máy nhiều rồi, cái này là mình làm bằng tay thì mình hiểu kỹ hơn, hiểu rõ hơn, level cao hơn ha, kể cả cái phần mà code xử lý mình cũng biết bằng Macro thì nó cũng khó hơn đó. Chứ còn Wizard thì dễ rồi. Rồi thì coi như cái bài này thì nó có phần cái đối main sub ha, như vậy link queue view, link master view và lấy được cái tổng thành tiền ở trong cái tính từ tổng tiền ở trong cái sub. Rồi rồi các cái nút nhấn này các bạn tự làm ha, các bạn tham khảo lại clip trước, các bạn làm cái nút nhấn như này.
À, cái gì đây? Mã hàng là combo hiển thị, mã hàng tên cái hàng à? Mã nhân viên là mã nhân viên là một combo hiển thị. Thì làm cái combo nữa hả? Để làm cái combo này thì cũng không có gì khó ha. Các bạn là muốn làm combo thì ở đây thì coi có cái gì đây. Thì khi mình kích vô đây cái dạng combo này thì mình kích vô đây á thì nó có là có một cột thôi. Giờ mình muốn có nhiều cột hơn á, cũng phải là các clip này chứ một form này. Nếu mà clip này mà dài chắc mình làm một một clip quá. Thì để làm cái này thì trước đó thì ở đây thì mình lấy từ cái phần mình tạo cái format này từ cái bảng bảng hóa đơn ha. Thì cái view này thì nó đã có cái lookup rồi ha, lookup control chuột này nó lấy lookup rồi trong cái ở cái lookup này thì nó chỉ có một view thôi. Bây giờ mình trong cái đề này thì nó có nói mình là khách hàng lấy thêm tên khách hàng nữa ha, nhân viên thì lấy thêm họ nhân viên nữa, không có gì hết. Thôi đặt lên thêm thử ha. Thì kỹ là khi mình kích vào đây này thì nó hiện tên hiện mỗi một cái cột thôi đúng không. Bây giờ mình sẽ hiện thêm một cái tên nữa ở đây. Cái khách hàng này cũng vậy, cái là tên bán khách hàng rồi thì hiện thêm được cái họ tên nữa cũng được thôi, không sao hết. Thì các bạn làm như sau. Ở đây này, thay vì các bạn lấy sổ cần sổ ở đây thì bạn lấy cái field, một cái field đúng không. Bây giờ bạn kích vô dưới ba chấm này, bạn chọn quên cái data chứ quên cái data chứ các bạn chọn cho thầy là cái đồ sụp. Thay vì lấy một cái bảng á thì bây giờ bạn lấy cho thầy là cái table sự query ha, cái chữ dấu ba chấm này chúng ta cửa sổ vào builder này, này. Đó. Thì bây giờ để mặc định như vậy thì nó chúng ta nó chỉ chọn có một cột thôi. Bây giờ mình qua cái dạng này là nhân viên lấy mã nhân viên đúng không, rồi họ tên thì mình nối chuỗi đúng không. Đó. Mình nối chuỗi tự tự customize được cái field của mình ha. Đó. Cái vô cái dấu đó là bạn xem lại clip mình làm họ nhân viên giống như mình làm các cái query trước đó đó, nối với tên nhân viên đó. Thì thay vì là mình lấy một cột mã nhân viên này thì bây giờ mình lấy thêm một cột này nữa thôi, view ra đóng lại close lại. Yes. Thì bây giờ thì nó hiển thị lại ha, thay vì nó hiện đây là cái câu sổ nó là nhân viên thì bây giờ nó hiện lại là một cái câu lệnh select đó. Rồi view lên thử coi nó có gì khác biệt không. Thì ra thì vẫn cái mã nhân viên vẫn là bình thường đúng không, nhưng mà cái cột tên nhân viên họ tên nhân viên mình chưa ra đúng không, không sao cả, mình làm thêm bước nữa thôi. Ở đây này cái phần là cái bao column này vẫn để một bình thường nhưng không có gì đổi, mình chỉ đổi mỗi này thôi. Còn cái format đây này, ở chỗ column cao á là đang là một thì bây giờ đổi thành hai cho thầy. Ở chỗ column width á các bạn ghi cho thầy là cái width thì đây ghi ra 0.5 đi, tại vì cái mã nhân viên ít lắm, 0.5 ngắn thôi, không phải này. Cái ghi là chắc phải 1.5 đi. Đó, 1.5. Đó, cái chiều độ rộng ha, width này là cái độ rộng của một cái cột ha. Thay vì trước đó là hiển thị một cột, column cao là một cột, bây giờ mình sẽ làm cho nó là column cao là hai cột ha, hai cột ở đây này. Thế là mình đang customize cái combo box á. Thì combo box lúc đầu nó chỉ có một cột thôi, bây giờ mình customize là combo box này có hai cột. Đó. Như vậy. Còn nó đang bị che như vậy đúng không, thì đơn giản là muốn cho nó không bị che nó thì mình kéo nó ra ngoài ha, kéo ra ngoài thì dài ra đó, thì nó dài ra thì nó hết đó. Thì mình có thể sắp xếp lại, kéo giãn ra cho mình sắp xếp ra, mình làm thêm cái mãi khách hàng này mình xếp lại luôn luôn ha. Rồi cái hàng này mình kéo ra ha, thì cứ làm nhanh thôi chứ chắc không đẹp đâu ha. Các bạn muốn đẹp thì chắc làm kỹ một xíu nữa. Đó. Cái hàng này thì nó đầu tiên nó cũng chỉ có một cái gộp mã thôi, thì muốn lấy họ tên cái hàng này họ lấy cái gì đây, lấy mã tên đúng không, ở tên cái hàng mã cái hàng tên cái hàng lấy tên một cột đó thôi. Thì cũng vậy thôi, bạn chuyển cho thầy là cái phần data của cái combo này này nó đang là lấy cái bảng khách hàng, thì bây giờ bạn chỉ cái dấu ba chấm này để nó ra một cái cửa sổ query builder lấy mã lấy tên tên đó thôi đó, xong đóng lại. Yes.
Đó, thì tất cả mình chỉ đổi vậy thôi. Còn column, bao column mình vấn đề một thì nó biết được là lấy cái khoa chính là cái nào ha. Ví dụ chính thì chúng ta lấy là cái view nào trong các cái cột đó. Ở cái format này thì mình đang đổi từ một cột thành hai cột. Column width thì đổi thầy là cái mã này một đi ha, một chấm cái kia thì chắc là 1.5 đi ha. Đó, hai cái hai cột ha, đây là độ rộng của một cột, từng cột đó. Thì bạn view lên thì đấy nó có thêm u nó thiếu chưa đủ ha, do cái combo này mình chia kéo vẫn còn chưa hơi ngắn ha, vậy mình phải thu nhỏ lại cái này xíu đi, thu nhỏ lại cái mã khách hàng do nó 0.5 đi. View lên thì đây là mình có thể customize được cái ô 0.5 0.7 che một xíu. Là mình đang cái làm cái này là mình đang customize được cái combo box nó ổn nữa đó. Để sau đó mình có thể kéo cái form này này ra thêm xíu nữa cho nó đều nhau. Trình bày thì nó vô kể lắm, trình bày các bạn làm một tí thì nó đẹp lắm, nhưng mà mình thầy đang làm ở đây là thầy làm clip mà thầy làm chi tiết quá thì nó sẽ rất là dài. Còn thầy làm thì cái này thì yên tâm đi, thầy làm nhiều rồi thì không có vấn đề gì với thầy đó. Thì nó ok rồi ha, các bạn đã làm mãi cái này vậy thôi, cứ làm thêm ha. Thì các bạn chỉ đổi lại cái số như vậy là xong rồi. Còn tiếp theo ha, cái này thì bạn tự làm ha, cái này nó giống vậy thôi. Các bạn thử tự làm cái đó rồi. Tiếp theo là đến cái phần là form mấy form đó ra. Nhiều quá, nhiều quá. Cái clip này chắc là clip này bao nhiêu phút được ra, thêm được cái nó đơn này xong rồi đúng không, nó đơn này xong rồi. Đây là lọc hóa đơn ha, chắc thì làm nhanh luôn cái hóa đơn này đi ha, làm luôn cái form này đi ha, form này đi. Thì làm tiếp theo cái form này là form thứ tư rồi đúng không, đây là form thứ ba này. Để form thứ tư này là form lọc hóa đơn đúng không, lọc hóa đơn, lọc hóa đơn này có ngày chưa có demo thì phải chưa gọi. Thì để làm cái này thì cũng các bạn làm như sau, thì các bạn làm bằng tay ha, làm tay luôn á, bằng tay đây này. Đây form main chúng ta có cái gì, form main chúng ta là có một cái combo box, form hợp là có cái này, form sub thì cái này thì chính là cái hóa đơn này. Comment thì đó chính là một cái combo box, thì các bạn là vẽ một cái comment ra thôi. Comment thì chúng ta làm một cái create on design, các bạn cũng thêm cho nó một cái form header. Ở comment thì bạn vẽ thầy một cái combo box, sau đó bạn change to ha, thêm nhấn thì bạn thì bạn thêm nhấn ở đây. Vấn đề là in in lọc gì đó, đây gì đây là in hóa đơn này. Đây property đây, ôn đây cho nó nhanh cho nó nhiều ha. CMD in ở cái này caption thì bạn ghi là in hóa đơn. Rồi cái này thì mình chuyên tu nó thành cái combo box. Rồi sau đó mình lấy nguồn cho nó, nguồn dữ liệu thì mình combo box thì mình ghi là combo gì đây, combo mã nhân viên ha, mã NV. Rồi ta lấy số data, lấy số cho nó là lúc số thì mình lấy từ nó là từ cái bảng cũng được, tại vì cái này thì không có nhiều, lấy bảng nhân viên luôn ha. Muốn nhìn, nếu mà bạn nào muốn hiển thị nhiều cột ấy, thì các bạn làm giống cái kia, thôi lên lên muốn nhiều cột đi, nhiều cột cho nó dễ nhìn. Nhiều cột thì bạn làm này, làm giống này này, mã này. Tiếp theo lại là họ tên này, hai chấm này, họ NV đối chuỗi với làm nhiều quá đó, mất công mất thời gian quá. Tên NV rồi sau đó view lên á thì nó lành nối cột như thế này. Rồi sau đó các bạn đóng lại, lâu là yes. Đó, giống như thì mình làm ở cái form trước đó mà thầy biến đổi
mã nhân viên với mã khách hàng ấy, mà có thêm cái cột mới đó, thêm cái cột nữa, thì đây có đổi từ cái một cột thành hai cột này. Cái logic này mặc định là cái này là mã nhân viên thì ngắn hơn 0.5 ở chấm phẩy 1.5, tự động của cái cột thứ nhất là 0.5 in, cột thứ hai là 1.5 in. Đó, ok ha. Rồi. Rồi, sau đó tiếp theo là cái đây là gì đây, vị trí chạy gì đây, vị trí chọn đi ha, mã nhân viên. Đó, đây mình đang làm lọc mà. À, mình lập cái form đây, giống như đây là form main ha, form main mình lọc cái form main sụp đó. Và tiếp theo là cái sụp, thì cái sụp này thì mình xem cái sụp này thì ở đặt tên ha, FRM lọc nhân viên, lọc nhân viên. Là thì cái sụp này thì nó chỉ là cái bảng, tất cả thông tin này nằm trong cái bảng hóa đơn hết, thì mình làm nhanh thôi. Các bạn tạo ra một cái sụp giống như cái làm đây này, đây form design này làm bằng tay luôn, không có đề gì cả. Rồi query cái sụp data này, lấy nguồn cho nó là cái hóa đơn, rồi sau đó vô sụp đây, vô existing field đây, chọn tất cả các cái field này, cầm thảo ở đây. Sau đó ở trong cái phần là form body của cái form này này, mình chọn là thay vì hiển thị theo cái dạng single form thì hiển thị cho thầy là cái dạng data sheet, tại vì sụp mà, sụp data sheet. View lên ha, view lên, sau view lên được rồi thì bạn đặt tên lại, tên sụp sụp lọc hóa đơn, đặt cho nó giống cái giống như thằng men á này, FRM lọc hóa đơn này, sụp lọc hóa đơn để mình biết được cái thằng này là sitcom của thằng này, giống như trước đó là sụp chiếu hóa đơn này, giống như này, sụp lọc hóa đơn. Ok, rồi sau đó mình giống như cái trước thôi, cái này mình sẽ gấp thả vào trong đây, đây này, cầm đây này, chụp tao có đơn đây, đây đúng không, cầm thảo đây. Đó. Nhưng mà nhớ rằng cái này nó không có phải là link to field, link master field đâu nha, cái này là nó không thấy cái đó nữa đâu, nó không thấy tự động nữa đâu. À, view thử đây, cái to quá không, hơi lớn quá không. Rồi view thử cái này là cái phần footer này, mình có thể kéo ngắn lại view thử đó. Thì nó có cái nối gì không, chẳng nối gì cả, chẳng chạy gì cả. Đấy, nhưng mà ở đây mình chọn là một thì hiện những cái hóa đơn của nhân viên một hiện ra thôi, khi mình chọn là bảy chẳng hạn thì bảy hóa đơn bảy ra thôi, giả dụ vậy thì đúng. Còn trường hợp này thì nó không chạy được, nó chưa chạy ha, đây ý tưởng như vậy đó. Nó đọc theo, cũng nghĩa là trong cái sụp này nó chạy theo cái để làm sao cho nó chạy được. Thì để chạy được các bạn chỉ cần là giống như trước đó mình đã có làm đó, thì dựa vào cái lệnh kích vào cái sụp này, cái khung của cái sụp này, khung của sụp mon sụp form này ở phần property này đó, bạn tìm đến chỗ data này đó, nó có link to fill mất đi fill thôi. Nhưng mà cái link to fill mất đi fill này lúc trước là cái phần main sụp kia thì nó hiểu, nhưng mà qua cái này nó không có hiểu. Link master field ở đây bây giờ nó là link kết nối ở ở cha, cha bây giờ là mình đặt tên cho nó là gì, combo mã nhân viên đúng không, thì bây giờ mình chỉ ghi là combo mã nhân viên thôi, combo mã nv đó. Còn cái link master field ở đây là cũng là gì, mã nhân viên đó, nhân viên đó. Chứ nó không tự hiểu hiểu đâu, nếu mà hiểu thì nó không hiểu, tại vì cái này là cái combo này là mình tự vẽ từ bên ngoài vào mà, chứ không phải là mình lấy nguồn cho nó là cái mã nhân viên đâu, nó không, cho nên nó không hiểu. Cái combo này là mình tự vẽ vô, mình tự lấy sụp, cho nên nó không hiểu. Còn đúng là mình lấy cái sụp mà cho cái comment này ấy, là từ cái bạn nhân viên thì nó sẽ hiểu luôn. Đó. Thì ở đây ý tưởng là mình sẽ lọc được là cái nhân viên là có đơn mà. Đó. Mình view lên. Đó, mình chọn thôi. Đó. Mình chọn nó mới dậy nha. Đó. Thì cái bài này là ý tưởng như vậy đó. Nó chạy ok ha. Còn in ở đây á, in ở đây thì các bạn là lại xíu,
in ở đây, in ở đây thì chưa có report ha, in này chưa có report. In này thì in ở đây thì là in theo nhân viên này, tức là nhân viên lập có đơn đúng không? Nhân viên lập có đơn thì các cái có nhân viên danh sách nhân viên lập có được bao nhiêu đơn này, thì mình nhấn view ra. Ở đây là danh sách nhân viên này, nhân viên lập có đơn nào có không ta? Đây là gì đây? Hóa đơn cho khách hàng đúng không? Chưa có cái hóa đơn cho nhân viên. Nếu mà có hóa đơn cho nhân viên đó, thì nhân viên danh sách các hóa đơn cần lập đó, thì nó sẽ ra ra theo đó. Thì mình sẽ viết thêm cho nó một cái macro để mình in cũng được. Trong trường hợp này thì đang xử lý cái này là thầy xử lý cái phần là men sụp, cứ vào men sụp thôi đó. Thì clip này chắc như vậy đó rồi ha. Còn cái phần in hóa đơn này thì tí xíu đến cái phần report đó. Coi report có report nào phù hợp với nó ta, có report nào ở đây thì chưa làm report ha. Những cái nhân viên này danh sách này là in all tất cả này, tất cả này hóa đơn chi tiết này, cái hóa đơn ở trên đó, cái form mà form số 3 đó, form số 3 là in hóa đơn chi tiết của từng cái hóa đơn, chi tiết từng hóa đơn ở đây này. À, report này này, nhân viên nào lập hóa đơn này, những nhân viên này này lập hóa đơn mấy hóa đơn nào in ra đây này. Thì mình sẽ phải kế cái report này, sau đó mình gọi cái report này ra, nhưng mà mình sẽ phải truyền cho nó cái thông, truyền cho nó là cái tham số đó là mã nhân viên nào thì nó biết được nó in đúng mã nhân viên đó. Còn không thì in tất cả các cái nhân viên mà theo các hóa đơn này thì rất là nhiều. Thì cái đó thì sẽ làm sau, sau khi mà thì làm xong cái hóa đơn, cái report nhân hóa đơn nhân viên hóa đơn đó, thì thầy sẽ edit lại cái button nhắn này ha, thì sẽ viết thêm cái macro nữa. Thì macro thì trước đó các bạn đã làm macro rồi đấy, bạn biết được cái macro giống như macro này này. In in một đúng không? In all này, in một đây. Đó. Giống như thế này. Thì chuyển cho nó tham số. Đối tượng form, tên form. Nhưng mà tên form bây giờ mình sẽ là form là FRM lọc nhân viên ha. Đó là lấy cái combo mã nhân viên này thì lấy là CB mã nhân viên này. Đó. Mã nhân viên này chuyển vào trong cái form cho trong cái report cho nó. Thì bên cái report mình cũng phải tham số giống như vậy thì nó sẽ chạy. Thì làm một clip sau ha. Clip này thì làm như đó thôi ha. Thì chúng ta chọn được nó chạy theo như vậy. Ok ha.